Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, rồi chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình hứa nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta là nghiên cứu tới cái bài tham thiền thứ 11 trong cái tập 3 của cái bộ sách Ngón Tay Chỉ Trăng. Hiện giờ là 4 giờ đúng ngày 10 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày mùng 8 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay là kỳ thứ 84. Mình làm việc ở đây là tại liễu liễu đường đồi Tà Dương. Ở Lâm Đồng. Bữa trước chúng ta bắt đầu nghiên cứu về Đạo Đế. Thì trong Đạo Đế nó có nhiều cái mục. Mục thứ nhất là tứ niệm xứ. Và trong cái tứ niệm xứ đó nó có tức là bốn cái điểm mà người đệ tử Phật thường phải tư duy quán chiếu thiền định để đi sâu vào chân lý tứ diệu đế mà Đức Phật đã dạy. Thì tôi xin nhắc cho đại chúng, cho tăng ni trẻ cũng như là Phật tử gần xa học đạo Phật, mình phải để ý cái đạo Phật của chúng ta nó khác hơn nhiều cái đạo khác ở trên thế giới từ xưa nay đã có. Vì cái đạo Phật của ta, Đức Phật đi tìm con đường giải thoát giác ngộ ở trong cái sự đơn sơ giản dị tầm thường của cuộc sống, mà trong đó là kể cả cái bản thân của mình cũng không có quý trọng nó. Tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, ăn chơi, phè phỡn, nói chung là cái bằng ngũ dục lạc là cái mà người đời ai cũng ưa thích. Nhưng mà riêng về đạo Phật á, thì nếu mà được những cái đó ra thì Phật không hề có khen ngợi. Danh vọng, địa vị, kể cả làm vua đi nữa Phật cũng không khen ngợi, chứ đừng nói chi làm quan. Sử ký Từ Mã Thiên mà phê bình ông Khổng Tử có câu mà tôi nghe tôi thấy rất là có lý. Đây là sự lời của Sử ký Từ Mã Thiên viết.
nói rằng Khổng Tử ham làm quan quá đi, cho nên thầy trò mới lang thang đi đi nước này sang nước khác, ý kiến vua này diện kiến vua khác, để mà vâng cái kế sách, cái mưu lược để mà làm nên sự nghiệp cho vua, cho nước. Tức là nói cách khác là Khổng Tử rất là quý về chính trị, cho nên cái sách vở của Khổng Tử đó là tán thán, tôn xưng và quý trọng nhất là chế độ quân chủ của vua. Mà với Khổng Tử thì Khổng Tử chỉ muốn làm quan chứ còn chưa dám có ý định làm vua. Cái đó là theo Tư Mã Thiền nói. Cho nên là đi dâng hiến kế sách cho vua này, vua nọ, vua kia trong cái thời kỳ mà nước Trung Quốc loạn lạc, rồi có nhiều vua chiếm cứ, gọi đó là cái thời mà nhiều vua nhiều nhất là cái bằng thời Xuân Thu, nhiều vua lắm, thời Xuân Thu của thời Chiến Quốc. Thì ở Trung Quốc mà Chiến Quốc Xuân Thu nó giống như cái thời kỳ ở Việt Nam mình mà có Thập Nhị Sứ Quân, mà là Đinh Bộ Lĩnh là cái người mà thống nhất được Thập Nhị Sứ Quân mà làm vua, gọi là Đinh Tiên Hoàng Đế như vậy đó. Nhiều vua lắm, Trung Quốc có nhiều giai đoạn vậy đó. Thời kỳ Chiến Quốc là cũng nhiều nước, tới như là cái giai đoạn đời nhà Đường thì cũng là nhiều nước, nhiều vua lắm. Như đời nhà Đường thì có Thập Bát Phản Vương, Thập Bát Phản Vương, rồi Đường Thế Dân thì là cái người có tài trí và nhiều nhiều anh hùng nghĩa sĩ làm lập ra nên cái chế độ của nhà Đường, Đường Thế Dân gọi là Đường Tử Vi. Sau này Hy Vi Trần Đoàn viết cái tài liệu mình để làm cái nghề coi số coi tướng đó, có lẽ là nhầm cái thời nào thì tôi không biết, nhưng mà đều tôn xưng cái Tử Vi Đại Đế của Đường Thế Dân đó, mà đặt ra là trong hơn 100 cái sao đó, thì sao Tử Vi là sao vua. Tôi nhớ hồi đó đọc La Thông Tảo Bắc, nó có câu mở đầu gọi là Đường Tử Vi Chân Chúa lên ngôi cải hiệu Trinh Quang, mưa hòa gió thuận nước trị, nhà an thiên hạ thái bình bốn phương là an lạc vân vân và vân vân. Thế thì là Đường Tử Vi là gồm thâu cả Thập Bát Phản Vương. Trong Thập Bát Phản Vương là có cái tay hơi cực cực khôi chút là Dương Thế Sung. Mà Dương Thế Sung thì trong giai đoạn đó thì là coi như là được chinh phục Tấn Thâu sau cùng. Cho nên trong khi mà thành tựu Đường Thế Dân mà tụ hợp được anh hùng, thì trong đó có Tần Thúc Bảo, có La Thành, có Trình Giảo Kim, rồi có Đơn Hồng Tính, có Quốc Trị Cung. Những cái bộ mặt nó có những cái màu da khác nhau, mà Đường Thế Dân mê cái những cái sắc diện, cái tướng là cái tướng màu đó. Thí dụ như Tần Thúc Bảo thì người ta nói là Tần Thúc Bảo mặt vàng, còn La Thành thì mặt xanh, La Thành thì mặt trắng, còn Đơn Hồng Tính thì mặt xanh, Quốc Trị Cung thì mặt đen. Nó có nhiều cái thứ mặt vậy đó.
Trình Giáo Kim thì mặt đỏ, đỏ mà không đỏ, đỏ hẳn mà đỏ dằn dện. Này để cho nên hát bội ta vẽ cái mặt Trình Giáo Kim thấy sợ đó. Hoàng Quệnh vừa có đỏ vừa có xanh, thì cái đó là người ta vẽ biểu trưng vậy thôi chứ còn không phải thiệt vậy. Nhưng mà nó cái sắc diện nó có như Quốc Trì Cung thì ta gọi là đen. Đen thì đại đẻ nó giống như là người Maroc của châu Phi vậy đó, hay là người da đen bây giờ đó cũng có mặt đen vậy. Rồi cũng có người mặt đỏ như là người Mỹ da đỏ, hoặc là người Anh mà Trung Quốc gọi người Anh là tóc đỏ là hồng mao vậy đó, đại đẻ vậy. Thành ra rồi Đường Thế Dân thì tóm thâu được những cái tay anh hùng võ nghệ. Mà trong đó đó thì Đơn Hùng Tính là một người mà Đường Thế Dân là thích, nhưng mà Đơn Hùng Tính lại đi theo Dương Thế Sung. Vì vậy mà sau khi mà cái nhóm của Quốc Trì Cung của Trình Giáo Kim rồi đó, La Thành nhất là trong đó là La Thành là đối lập mạnh lại với Đơn Hùng Tính. Cho nên là khi mà bắt được Đơn Hùng Tính đem về thì La Thành là cái người mặt trắng, mà Đơn Hùng Tính là cái người mặt xanh. Cho nên nó có cái đối lập. Cái hồi mà là Thích Quyết Thề Nguyền á, thì trong sách nó nói là cái này là mình nói chuyện bên ngoài á, là La Thành là với Dương là với Đơn Hùng Tính thì không có cái máu để mà nhỏ vô trong cái ly rượu để mà thề nguyền. Cho nên là khi mà La Thành theo Đường Thế Dân là làm nên sự nghiệp rồi thì là bắt được Đơn Hùng Tính đem về gọi là tống tử Đơn Hùng Tính rồi giết, rồi có cái bài ca của Minh Cảnh ca. Tôi có nghe bài ca của Minh Cảnh hồi đó, Minh Cảnh cũng nổi tiếng một thì ca cái bài ca tống tử Đơn Hùng Tính. Thì đại đẻ là hồi xưa là cũng vậy đó, nghĩa là cái thời kỳ mà vua chúa, là Khổng Tử là cái người mê vua chúa, mà mê để làm quan thôi, nhưng mà làm được, cuối cùng về dạy học. Cho nên là cái dạy học của Khổng Tử thì là đời nay cũng có người mê, nhưng mà cũng có lúc mà là ta thành lập cái phong trào của Đảng Cộng sản thế giới, ta thấy cái sai lầm của Khổng Tử cũng giữ, nó trở thành một cái đối lập. Bởi vì Khổng Tử là tôn quân vương, hiếu phụ mẫu, kính tôn trưởng, phụng hữu đức, cái điều đó xài được, nó có những cái xài được. Nhưng mà tôn quân vương mà đưa quân vương lên cái vai trò của vị thiên tử đó thì là rồi đưa ra cái cách mà là trị phạt của nhân dân bá tánh thì quá mức. Do vậy mà cái chế độ phong kiến nó thành ra độc tài. Phong kiến tức là phong hầu kiến quốc của nhà vua mà cai trị đó, nó quá độc tài cho nên thành tàn ác. Tàn ác tới nỗi là nổi tiếng là tàn ác là như là Tần Thủy Hoàng, như là Trụ Dương. Nhân dân là cũng có những gì khác thì cũng đi tới cái chỗ tàn ác. Do vậy mà đối với Lão Tử nhìn cái đường lối, cái đạo của Khổng Tử thì Lão Tử chê. Lão Tử không phục. Tại vì ham làm quan rồi vạch ra một cái đường lối chính trị mà để cho cái quyền hạn của vua quá quyền hành quá đáng, để đi tới chỗ độc tài. Còn cái đạo Phật của chúng ta đó, chúng ta để ý cái đạo Phật của chúng ta thì là không đam mê cái chức tước, cái địa vị công hầu khanh tướng. Đạo Phật không làm cái đó. Đạo Phật không mê cái đó, và thậm chí là còn khuyên nghĩa là phải xa lánh nữa cơ. Vì vậy mà mình học cái đạo đế trong đạo Phật, để ý cái chỗ đó thử coi ha,
Tôi nói rằng để ý thử nha, chứ còn tôi không có dụng ý mà kêu gọi là Phật tử hay là tăng ni trẻ làm cái đó một cách quả quyết theo ý tôi, không có. Tôi không có nói cái đó. Nhưng mà tôi nói về các vị, các ngài tăng ni trẻ cũng như là Phật tử tại gia nghe để ý thử. Đạo Phật hoàn toàn là không ham công hầu khanh tướng, không ham chức tước địa vị. Trong đó là bản thân của mình cũng xem rất là thường, rất là tầm thường. Là chán nản để tới nỗi là tự tử quyên sanh mà chết đó, thì Đạo Phật cũng không cho cái đó. Nhưng mà Đạo Phật thì không khuyên mình tự quý mình ghê gớm, không cần cái đó. Người nào mà tự quý trọng mình, cái bản thân mình quá đó, là cái người đó đi tu theo Đạo Phật rất là khó tu, thậm chí là không tu nổi nữa cơ, nếu mà quý trọng cái thân quá. Cho nên cái này là có khác. Nếu mình chấp nhận đi theo Đạo Phật thì người ta xem thường mình đừng quan trọng vấn đề xem thường. Người ta đưa mình lên cao, người ta trọng kính mình, tự quý mình, cũng không có ham cái ý đó. Bởi vì mình không ham ý người ta trọng kính mình, người ta cúng kính mình, người ta lại lục mình mà mình ham nhiều đó, có nghĩa là mình tôn trọng cái thân của mình rồi. Mình thấy cái giá trị của cái thân mình là cao rồi, rồi mình tôn trọng nó, mình quý nó, thì cái đó nó không phù hợp với cái đường lối của Đạo Phật. Do vậy cho nên là cái người tu Đạo Phật là mình phải coi mình, thậm chí là nói nghe cho nó mạnh bạo là mình coi mình không ra gì. Mình coi mình không ra gì. Dưới giờ đâu mà tôi nói như vậy? Rất có cơ sở. Là dựa vào cái điểm mà Đức Phật Thích Ca là giống là con vua, và có thể là nhà vua đích thực, nhà vua được đấy. Nhưng mà Đức Phật đã bỏ cái địa vị của nhà vua, bỏ cái địa vị của một vị hoàng đông cung thái tử, bỏ cái ngai vàng địa ngọc để mà đi làm một cái người gọi là khất sĩ, tức là cái người ăn xin từng bữa một, và ở thì ở mé suối chân rừng, không có một sự nghiệp gì hết. Thì cái điều đó để đủ chứng minh rằng là Đức Phật, cái đường lối của Đạo Phật là phải tự xem thường cái tự thân của mình, rồi xem thường cái sự nghiệp, cái ngã sở hữu là ngai vàng địa ngọc, và cái gì sở hữu mà thương quý nhất là vợ đẹp con xinh mà Đức Phật đã bỏ. Do vậy mà cái đường lối của Đạo Phật, tôi có thể khẳng định nói với tăng ni trẻ cũng như nói với tất cả những người Phật tử rằng, hãy muốn tu theo Đạo Phật thì không được quá quý trọng cái tự thân, cái bản ngã của mình, và là tất cả những cái cơ đồ, cái sự nghiệp đều là phải diễn ly, phải xa lánh thì mới đi con đường của Đạo Phật được. Cái đó là cái khác hơn của các cái tôn giáo khác đã có, đang có và sẽ có ở trên thế giới, ở trong cái kiếp sống của con người. Mà nếu thì chịu vậy, chấp nhận vậy thì đi con đường của Đạo Phật. Còn bằng mình không chấp nhận cái lý lẽ như vậy, cái đường lối như vậy, cái đạo hạnh như vậy, thì mình có đi vào Đạo Phật đi nữa, mình có tự nhận mình là đệ tử Phật đi nữa, nhưng mà mình không có được nhờ cậy cái gì của Đạo Phật đâu. Cái đó là hơi khác. Cho nên là gần đây tôi có nói chuyện với một nhóm, mà trong đó có vị linh mục tình cờ gặp nhau mà, thì cũng đang nói chuyện thì nói về các tôn giáo, trong đó có Thiên Chúa giáo, có Phật giáo, cái tình cảm nói qua lại.
trong cái thời đại ngày nay thì các tôn giáo của mình nó phải tụ tập như thế nào để cho nó phù hợp với, nó có tương quan với khoa học, với kỹ thuật thì kia. Trong đó thì tôi có xác định cái, tôi nói tôi có một cái tư tưởng mà nếu mà nhiều người nghe thì cho rằng là nó lạc hậu, nhưng mà tôi thật là tôi thích lại cái không thích hiện đại quá gì của đạo Phật hết. Người ta nói là cần phải hiện đại quá, các tôn giáo cũng vậy, đi làm sao cho nó ngang tầm cỡ với văn minh, với xã hội. Cho nên là chùa chiền cũng như là thánh thất, cũng như là nhà thờ, mình cũng phải làm cho nó sạch sẽ, và cái đó có cái chiều hướng là văn minh, để nó đi song song với thời đại. Tôi thì tôi nói thẳng rằng là tôi sẽ có cái tư tưởng rất là lạc hậu, là tôi khoái đường lối của Phật Thích Ca, không nhà, không cửa, không sự nghiệp. Thì cái nguồn tư tưởng đó tôi biết rằng đối với đời nay là ta hiện đại quá tất cả, mà mình muốn cái đường đó, tất nhiên là mình ngược rồi, ngược với nhiều ý, với ý nhiều người rồi. Nhưng mà giờ lỡ vậy rồi, tâm hồn mình nó vậy rồi biết thì sao. Nhưng mà rồi nhìn lại rồi mình muốn vậy, nhưng mà thật sự mình chưa can đảm làm như Đức Phật. Cho nên cái chỗ đó là chỗ mà tự mình đánh trách. Ý thì muốn vậy nhưng mà chưa làm được như Đức Phật. Nếu mình làm được thì cũng có thể làm, nhưng mà mình chưa làm được. Như vậy là mình còn thua Đức Phật, và cũng chưa biết bao giờ mình bằng được Phật. Tôi nói thẳng như thế. Nói thẳng như thế là nói như vậy có nghĩa là nó không bằng lòng với những vị khách xung quanh cũng có. Nhưng mà không bằng lòng cũng không nao núng gì hết. Ý thức của mình vậy là mình nói vậy, là tại vì Đức Phật của mình là người như vậy mà. Mà nếu mà mình đã mê đạo Phật thì tất nhiên mình phải mê cái đường lối như vậy chứ gì nữa. Cho nên là bằng lòng làm người ăn xin cũng chưa gọi là nhục nhã. Bởi vì đạo của ta là những người tu hành, đạo Phật là những người khất sĩ. Cho nên là đối với những người mà có tư tưởng tiến bộ mà hiện đại quá đạo đó ha, thì coi như là mình phải chấp nhận mình là lạc hậu thôi. Tự mình chấp nhận mình là lạc hậu thì khỏi để cho người ta nói mình lạc hậu. Mình chấp nhận trước, tự xác định trước đường lối của mình. Nếu mình không xác định thì người ta cũng nói vậy à, ta cũng nói mình lạc hậu à. Bởi vì hiện giờ là có những người khất sĩ của đạo Phật, đệ tử đạo Phật, mà người ta có hàng chục cái chùa, cái thiền viện ở trong nước, cũng như là bao nhiêu cái thiền viện, cái chùa ngoài nước. Còn mình không có gì hết, thì mình có không nói đi nữa, mình có sợ đi nữa, người ta cũng nói mình lạc hậu à. Trong khi đó là nhiều người ta chức tước địa vị ta dồi dòi à, mình không có được cử cái gì hết. Thế thì chẳng phải là cái tư tưởng lạc hậu đó sao? Cho nên là mình không nói thì người ta cũng nói mình lạc hậu. Và sự thật là mình thích cái đó, cho nên không sợ gì hết, không sợ gì mà không nói. Tôi nói như vậy là để tôi sắp nói với cái tứ niệm xứ cho Phật tử nghe, lại với tăng ni trẻ nghe đây nè. Tứ niệm xứ là bốn cái chỗ, bốn cái điểm, bốn cái đối tượng mà mình phải tư duy quán chiếu, đó là thân bất tịnh, đó là thọ thị khổ, đó là tâm vô thường, đó là pháp vô ngã. Bốn cái đối tượng đó đó, bốn cái đích đó là mình phải tư duy quán chiếu thường xuyên, suy gẫm nghĩ ngợi để làm thế nào mà cho nó gần gũi, thậm chí là cho nó được trọn vẹn, thì mình mới thành công trên con đường học đạo hành đạo, và mới có thể có chứng đạo.
Nhưng mà nếu mà như tôi vừa nói đó, nếu mà cái đó mà mình thực hành đó, thì đương nhiên là mình phải coi mình là cái người thấp thỏi tầm thường trong cuộc sống cũng như là trong xã hội. Chứ nếu mình đòi mình ngon là không được rồi nha. Ngon có nghĩa là chức tước lớn ha, địa vị cao ha, chùa chiền giàu đẹp sang ha, mà nhiều ha, sự nghiệp nhiều nha, tiền tài nhiều, sự nghiệp nhiều, thì cái tứ niệm xứ đó coi như mình không đi vào được, không vô cửa đó được. Cho nên là tứ niệm xứ đó bữa nay nó cũng có tương quan đó. Mà quán tứ niệm xứ tu tập bốn món thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, quán vô ngã là dựa vào đâu? Tôi xin thưa rằng dựa vào ngũ uẩn đây, dựa vào cái thân ngũ uẩn đây. Mà nếu mà cái mình không thấy được cái thân ngũ uẩn thì mình không soi rọi vào cái tự thân mình đó, thì mình không thấy được bốn cái điều mà gọi là tứ niệm xứ quán của tập đế đâu. Của đạo đế. Tứ niệm xứ quán là bốn cái món đầu tiên của những người khất sĩ, những người đệ tử Phật xuất gia phải thấy nó trước. Đương nhiên là Phật tử tại gia mà muốn có sự an lạc, sự giải thoát giác ngộ thì cũng phải học cái đó. Thế thì chúng ta biết rằng là trong ngũ uẩn đó nó có sắc uẩn, tức là cái phần vật chất. Cái phần ngũ uẩn của chúng ta, cái thứ nhất là sắc uẩn, tức là toàn bộ vật chất kết thành một con người đó đều là gọi là sắc uẩn cả. Sắc uẩn mà nếu mà đi sâu hơn nữa đó, thì sắc uẩn nó không phải là nó không phải là chỉ cái toàn bộ cái thân vật chất này mà thôi. Mà nếu mà về tăng ni á, còn phải học nữa là thí dụ như sắc nè, rồi thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, cái đó người ta cũng gọi là sắc rồi đó. Còn sắc uẩn mà thuộc về cái phần vật chất là cái thân này đó, toàn bộ cái thân này mà cái phần vật chất đó, đó là cái sắc đó, tôi gọi là cái sắc hữu đối sắc. Còn thí dụ như thanh, hương, vị, xúc, pháp, kinh điển ta cũng gọi đó là sắc pháp đó, nhưng mà cái đó gọi là vô đối sắc. Đời nay người ta gọi là phi vật thể đó. Mà thí dụ như tất cả những cái gì mà có tạo tác, có vật chất thì ta gọi là vật chất, còn cái mà không cầm nắm rờ mó được mà nó vẫn có thì đời bây giờ ta gọi nó là phi vật thể. Còn hồi xưa đó, kinh điển của mình nó gọi là hữu đối sắc, và cái phi vật thể đó hồi xưa ta gọi là vô đối sắc. Rồi trong luận di thức học người ta gọi là cực hánh sắc, cực lược sắc, rồi còn gọi từ nữa là vô đối sắc, hay cũng gọi là vô biểu sắc. Thành ra cái này, cái đó là tăng ni là phải học kỹ, còn Phật tử thì không có thời gian đâu học cái đó. Nhưng mà phải hiểu vậy mới được, mới đi sâu vào đạo Phật được. Thế thì trong ngũ uẩn cái sắc là toàn thân, cái thân con người đó là thuộc về phần sắc uẩn, tức là phần vật chất. Mà đã là vật chất là theo đạo Phật á, không thể làm nên một con người được.
Cho nên là dầu là tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ bàng quan tam tiêu, nào là phát mao trảo sĩ si lệ duyên thoa niêu địch cấu hãn bì phu cốt nhục cân mạch cốt tủy phương cao não mô can đảm tràng dị tỳ thận tâm phế sanh tạng tục tạng xích đàm bậy bạch đàm, cộng lại tất cả cái đó là gần 40 thứ, 50 thứ, nhưng mà thuộc về vật chất đó. Nhưng mà nội cái đó không làm nên con người được. Cái này là học Phật là chúng ta phải hiểu cái đó. Để đặt vấn đề tâm và vật. Hiện giờ thì ai cũng biết về mặt vật chất đó, thì người ta có cái thái duy vật. Người ta cho rằng tất cả đều là thành tựu được cái gì cũng đều là dựa trên cái cơ sở vật chất. Mà có những cái thái người ta không chấp nhận có cái tâm. Còn như đạo Phật của mình thì mình nói rằng là vật không là không thể làm ra con người được. Mà muốn thành tựu một con người thì như tôi vừa kể bao nhiêu chục món vật chất đó, ngoài cái đó ra phải có cái tâm. Mà tâm là cái gì? Tâm tức là thức quẩn ở trong ngũ quẩn đó. Bởi vì thức quẩn nó cũng gọi là tâm mà cũng có lúc tôi gọi nó là ý. Cũng gọi là tâm mà cũng gọi là ý, rồi cũng gọi nó là thức. Nó có ba cái tên đó. Ba cái tên đó đều là chỉ cho cái đó đó, nó thuộc về vô biểu sắc, nó thuộc về phi vật thể. Thì gọi nó là tâm cũng được, gọi nó là ý cũng được, gọi nó là thức cũng được. Là cái phần đó là phần phi vật thể. Mà có cái phần tâm ý thức phi vật thể đó cộng với cái hơn 40 thứ tôi vừa kể vừa trước đó, nó mới thành ra con người được, chứ không thể không có cái đó. Do vậy cho nên đạo Phật nói rằng là nói ngũ quẩn thân, tức là nói gồm cả thân và tâm. Đạo Phật không từ chối, không tranh né rằng là con người phải có tâm mới được, mà phải nói là con người phải có tâm chứ không thể phủ nhận tâm. Đó là cái lập trường, cái tôn chỉ của đạo Phật. Bởi vì có cái thân ngũ quẩn này là một, nó có hai mặt, một là hữu đối sắc, hai là vô đối sắc. Hay nói cách khác là nó là một phần là vật thể và cộng với một phần phi vật thể mới ra một con người. Cũng như nhà tôi đây có 2-3 cây đàn nữa nè. Tôi đã từng lấy cái đàn tôi giảng cho Phật tử nghe rồi đó. Một cái đàn mà quăng ra nó đó là bất cứ là cái đàn gì. Đàn kim, đàn cò, đàn mandolin, đàn đàn gì, đàn tây băng cầm, ha, đàn phím lõm và phím bằng gì. Và đàn đoản, đàn sến, đàn gì, nghĩa là gần cả bao nhiêu chục thứ đàn, cả trăm thứ đàn của các dân tộc quăng ra một cái bịch thì nó vẫn là cái đàn thôi. Mà gọi là cái đàn chứ sự thật nó không phải là cái đàn, nếu nó không có cái phi vật thể ở trong nó. Cho nên cái đàn thì là vật thể, mà nó phải có cái phi vật thể. Cái phi vật thể đó, cái đó không ai thấy hết. Vậy mà không có cái đó là không được. Trong cái ngón tay của người nhạc sĩ ấy, nó cộng một phần tạo ra cái phi vật thể đó. Nếu mà trong cái ngón tay của người nhạc sĩ mà không có vuốt cái đàn đó, không có nắng nót cái đàn đó, thì cái đàn đó không có ra cái âm thanh gì để gọi là đàn cả. Thế thì con người này cũng vậy, một cái phần mà gọi là sắc quẩn đó, nó có cả 40 vật hơn, mà tự nó không thành con người được. Nó phải có cái phần tâm, phần ý, phần thức. Do vậy mà trong cái ngũ quẩn đó, sắc quẩn rồi, nó còn là thọ, là tưởng, là hành, là thức đó, đó là 4 phần đó. Nhưng mà nếu mà học kỹ thì thọ, tưởng và thức, 3 cái phần đó là hoàn toàn là phi vật thể, là tâm.
Nhưng mà trong cái chữ hành quẩn á, nó lại kiêm cả tâm lẫn vật. Cái này cũng phải thiền định, tu sĩ phải thiền định mới thấy được cái này. Thức quẩn gọi là tâm vương, trong thọ tưởng hành thức. Sắc quẩn là vật chất đó rồi, mà thức quẩn là tâm vương. Còn như thọ tưởng hành là thuộc về tâm sở hữu, nó là cái sở hữu của tâm vương. Tâm vương kinh điển là ta ví nó như là triều đình, mà tâm vương là ông vua. Còn cái tâm sở hữu đó thì ta ví như là các quần thần vậy. Phàm là có ông vua thì là phải có quần thần. Bởi vì ông vua mà không có quần thần thì không gọi là ông vua được. Ông vua mà không có bề tôi thì không gọi là ông vua được. Mà gọi là ông vua là tại vì ông vua có một cái bề tôi, có một cái triều đình, rồi có một bề tôi. Cho nên là cái thức quẩn đó là tâm vương. Còn thọ tưởng hành là tâm sở hữu, nó là cái sở hữu của tâm vương. Thí dụ như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nếu mà nói theo duy thức học thì còn mạt na thức và a lại gia thức nữa. Thế thì tám cái thức đó gọi là bát thức tâm vương, nghĩa là tám cái thức đó là thức vua đó, thức chủ đó. Nó là cái phần chủ thể để nhận thức, để biết hiện tượng sự vật, là phải có tám cái thức đó, gọi là bát thức tâm vương. Còn cái mà phụ thuộc, kể như là quần thần của ông vua, những cái thức phụ thuộc đó, ta gọi nó là tâm sở hữu. Nó là cái sở hữu của tâm vương đó, nó gồm có, thí dụ như là ta tóm lược lại á, nó có 51 món gọi là tâm sở hữu pháp. Thí dụ như là nói cái này nó nhiều dữ rồi nha. Cái này là tăng ni là phải học thiệt đó. Phật tử rồi nghe qua rồi nắm cái đại ý mà tu, còn tăng ni là phải học thiệt đó. Còn không có học thiệt mà lấy cái bằng cấp mà gọi là tiến sĩ hay là trên tiến sĩ đi nữa là cũng là nói láo rồi gạt thôi, chứ không phải đạo Phật đâu. Có nhiều khi mình mua cái bằng tiến sĩ, mình bỏ tiền ra mình mua cũng mua được. Ở Việt Nam này có người mua được. Đại Phát Thanh có nói đàng hoàng à, Đại Phát Thanh Việt Nam mình à, có nói đàng hoàng à, có những người mua bằng tiến sĩ đó. Cho nên tiến sĩ người ta không biết, người ta sợ chứ. Cũng có thứ tiến sĩ nào giỏi lắm, đáng sợ, đáng phục. Nhưng mà coi chừng, tiến sĩ mà nói những cái mà tôi vừa nói không được đó, mà gọi là tiến sĩ Phật giáo đó là coi chừng à, không phải à nha. Bằng mua hay là xin gì đó, có nhiều khi lấy tình cảm rồi người ta cũng tặng mình cái bằng tiến sĩ cũng được, tôi gọi là bằng tiến sĩ danh dự. Cho nên cái đó không có đáng quý. Đạo Phật không cần cái danh dự. Đạo Phật là một hoàng tử kia mà người ta còn đi làm người khất sĩ, ta đi xin ăn, ta còn chưa xấu, chưa gọi là xấu hổ, chưa gọi là nhục nhã, thì cần gì cái danh dự của ai mang mình chứ. Do vậy cho nên là cái người tu sĩ ta không cần bằng tiến sĩ danh dự. Và mua thì lại càng không bao giờ mua. Bởi vì mình mua thì lấy cái bằng đó là ngữ ngôn văn tự, nó có làm cái gì được cho ai đâu. Cho nên không mua. Mua là quá tội lỗi và thậm chí là ngu si. Cho cũng không lấy. Cho nên cái đạo Phật đó là phải tự thấp mình.
thấp mình mà không sợ người ta cười hay là ta chê là thấp vậy đó, không có ngang cái đó. Cho nên nó có cái quán thân bất tịnh là vậy đó. Quán thân bất tịnh, tứ niệm xứ là một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ thì khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán vạn pháp vô ngã. Phải học cho được cái đó, phải tu cho được cái đó thì mới có thành công được ít nhiều. Và nếu thành công trọn vẹn thì phải làm cho thật tốt. Cái bậc A-la-hán này ta thành công trọn vẹn được, người ta xuất ly tam giới được, mà người ta vẫn còn đi khất thực ở trên mặt địa cầu này, trên đất nước Ấn Độ thời xưa, cũng như Việt Nam ngày nay, người ta có thể đạt được cái quả gì đó. Nhưng mà thật sự này, nếu mà người ta có đạt được mình cũng không biết đâu. Bởi vì ta đâu có khoe, người ta khoe với mình, người ta đâu có được cái gì đâu mà ta phải khoe. Người ta có cái niết bàn, cái an lạc của người ta, ai biết được cái đó. Người ta uống nước trà ngon thì người ta biết ngon vậy thôi, chứ còn người ta có khoe cái ngon đó cho mình thì mình cũng không biết được cái gì. Do vậy mà ta cũng không có cần khoe với mình chi. Mình người không uống trà thì ta có uống trà ngon ta cũng chẳng cần khoe. Hồi xưa là các vị học đạo và đạt đạo đó, cũng như ngày nay, cái người đạt đạo ta không cần khoe. Thế thì là tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh. Cái thân này là phải thấy nó là bất tịnh. Mà cái này tôi cũng nói hoài, tôi nói hoài cho ai nghe riết rồi chán mới thôi. Chứ bất tịnh đây không có nghĩa là dơ dãi bằng cái kiểu thúi hay là hôi hay là tanh hay là cái mùi gì. Không phải cái bất tịnh cái nghĩa đó. Mà bất tịnh đây là bất tịnh là nó không có sạch, nó không có thanh tịnh, nó không có sạch sẽ, với cái ý niệm là nó là nhiều cái thứ, nó là cái gốc, cái chỗ để nó tạo thành ra nhiều cái thứ khổ đau cho cái kiếp sống của con người. Thí dụ như con người thường thường là nó đau khổ cùng cực, nó gồm có như là cái thân con người là phải chịu trận, phải chịu đựng những cái khổ khổ, những cái hành khổ, rồi phải chịu đựng những cái hoại khổ. Khổ khổ thí dụ như là những trận động đất hiện giờ đó, đang động đất bình Nhật bây giờ còn dư chấn, rồi bây giờ nó động đất tới Philippines, rồi cách đây cái đợt trước đây nay chừng nửa tháng gì đó thì Myanmar cũng động, rồi nó rung rinh cho tới cái phía bắc của Việt Nam. Thế thì là trong cái cuộc động đất như vậy, sóng thần như vậy, mà trên thế giới này nó không có chùa bất cứ một cái vùng nào có thể nó đi lần tới, nó rung rinh hết cả qua địa cầu. Ở thế thì là con người là ai cũng bị khổ khổ. Dầu mình ở Việt Nam này mình chưa bị cái phóng xạ bên Nhật, nhưng mà nghe tin tức nói đầu người ta cũng sợ, ta đi mua muối đó nha. Thì có người biểu tôi cũng phải đi mua muối để trữ, để mua gạo, mua mì gói rồi để ăn. Tôi nghe tôi cười quá. Tôi cười là tại vì là cuộc sống của mình đâu có phải là trong vòng tuần lễ nửa tháng gì đâu mà đi mua mì rồi mua muối mình ăn được nhiêu. Mua muối chẳng lẽ mua lần cả một vài tạ muối đem về cất hay sao? Thành ra là nghe cái đó mà cũng cảm ơn, nhưng mà cũng thích cười. Không cần mua, tôi không mua. Xã hội còn bán là tôi còn ăn, mà ngã mọi người ăn là tôi ăn. Trúng phóng xạ cũng ăn luôn. Bởi vì tránh sao cho được. Cái đó là cái khổ khổ của con người, khổ thân, khổ tâm, và hành khổ của con người, và hoại khổ của con người. Thì mình tránh, có tránh cũng không được. Cái tránh cực lắm rồi trước sau gì nó cũng tới cái tai họa, là người ta gọi là cái gì đến rồi nó sẽ đến rồi. Cho nên là bảo đi mua không mua, cứ vậy đó.
Hiện giờ Việt Nam mình không phải là một số ít mà là hơn 80 triệu người. Thế thì là mua một lượt vậy thì muối ở đâu mà bán cho đủ? Cho nên không mua. Thành ra có người là bị khổ khổ ra, hành khổ ra, quả khổ ra, bất tịnh là cái đó đó. Rồi sanh khổ ra, ai cũng sinh ra là trong cái đời sống là cực khổ hết, khổ thân và khổ tâm. Cho nên gọi là khổ khổ ha, khổ thân và khổ tâm. Rồi sanh khổ ra, rồi lão khổ ra. Lão khổ là thí dụ như tôi bây giờ là tôi nó muốn nói vậy là tôi phải đi gầm, đi gừ, đi ca, đi hát cho nó ra tiếng đó nghe, chứ bằng không là hơi nó không có ra, nó không có hơi. Thành ra phải ra đò hát, hát lựa cái câu mà có giọng trầm mà. Thí dụ nên nói hôm nay con xin đến cùi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa, hát như vậy là để cho hơi nó ra. Cuối sinh Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà xa tội cho con. Là cái chữ xá tội đó, hồi trước là tôi hát vậy đó, nhưng mà sau này tôi nói cái chữ xá tội là không có trốn. Mình phải hát đó là cuối sinh Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà hóa đạo cho con. Hóa đạo tức là dạy dỗ, dẫn dắt. Chứ còn xá tội đó, hồi đó mấy nhạc sĩ nó là Phật tử, nó chưa có hiểu đạo sâu, thành ra nó yêu cầu Đức Phật Thích Ca đem lòng từ bi mà xá tội. Phật Thích Ca mà xá tội thì Phật Thích Ca còn ra cái gì nữa? Đi mắc tội ta chi rồi mà giờ phải xá. Phật Thích Ca không bao giờ mắc tội ai, và Phật Thích Ca cũng không bao giờ xá tội được cho ai nếu người đó làm tội. Vì vậy mà trong khi tôi đi dạy cho gia đình Phật tử hát đó, để tôi sửa lại cái bài hát đó. Cuối sinh Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà hóa đạo cho con, đời con buồn thắm bởi bao mê lầm. Phải hát vậy đó, đặng cho hơi nó ra đó. Phải lựa cái chữ trầm vậy mà kéo dài ra. Những hôm nay lòng con đã thánh thôi, vì con biết quay về thành tâm đệ quý, và con xin hứa xa lỗi lầm bền tâm noi gương của Đức Thế Tôn. Vậy đó mà đàm nó còn lên, la vậy rồi đó mà đàm còn lên rè rè, tức là lão khổ đó, sinh khổ rồi lão khổ đó. Trước khi giảng vậy là phải uống thuốc cao, thuốc cao gọi là tỳ bà cao của Hồng Kông. Rồi hôm nay nói chuyện có một huynh đệ đó là người ở Chợ Lớn lên đây cũng nói téo nữa, ông nói thầy nói vậy chứ còn tôi uống mỗi ngày, tôi uống trà, rồi mỗi lần muốn đi chữ lộn là tôi phải uống cam thảo. Do vậy mà sao tình cờ tôi có uống cam thảo đây nè, đây còn để đây chung thuốc cao, rồi uống nước cam thảo vậy mà nói nó còn không ra đó. Cho nên cái đó là lão khổ đó. Lão khổ rồi bệnh khổ rồi tử khổ rồi ái biệt ly khổ vân vân. 11 món khổ trong khổ đế. Cho nên là quán thân bất tịnh là cái đó. Cái thân này nó là nguyên nhân của bất tịnh, bất mãn, bất bình, bất như ý, chịu nhiều cái khổ đau. Chứ không phải bất tịnh là dư giái đâu. Dư giái bằng cái kiểu dính này dính nọ, hôi thối tanh hôi rồi đó, không phải cái đó. Để ý cái đó, tất cả những cái dơ không nhầm gì hết, rửa nước là sạch. Đạo Phật không sợ cái dơ đó. Đạo Phật cái dơ của tâm tư của mình, cái dơ của tâm, của ý, của thức. Cái dơ đó gọi là cái dơ nó phát xuất từ cái gốc của vô minh, do vô minh mà nó làm cho dơ, do thân kiến, biên kiến,
tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, do gọi là kiến hoặc đó, do năm cái món đó nó làm cho dơ khủng khiếp, nó làm cho khổ sở khủng khiếp. Rồi tham dơ là do tham cực độ, rồi sân cực độ, rồi si cực độ, rồi ngã mạn cống cao cực độ, rồi nghi ngờ cực độ. Do vậy mà không bao giờ có được cái an lạc, cái hạnh phúc, càng không bao giờ mà với tới cái niết bàn. Đó, đó là cái chữ bất tịnh nó làm vừa giá cỡ vậy đó, chứ không phải là dính chút cứ chó hay là đạp cứ gà gì đó cứ người ta đi nữa cũng không đáng gọi là bất tịnh đâu. Cái đó rửa chút xíu rồi hết rồi, mà nếu mà nó còn thấm thấm là thêm chút xà phòng. Mà bây giờ là xà bông, bây giờ ta làm hay lắm, có những thứ nước rửa tay rửa chân nó vô cùng sạch sẽ. Cho nên cái chữ bất tịnh mình phải hiểu nó là cái nguyên nhân làm cho đau khổ, mà nó trở thành ra là nó chứa đựng những cái thứ kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Cho nên người ta không có quý cái thằng này mà ta quán cái thằng này là bất tịnh là vậy đó. Vì vậy mà Đức Phật hồi xưa không quý thân của một hoàng tử, thân của một quốc vương, vậy mà bỏ đi làm người khất sĩ là tại mình không quý cái thân mình. Vì cái thân này là nó là cái chỗ nó chứa đựng, nó tích lũy những cái nguyên nhân đau khổ. Cho nên là kinh Bát Đại Nhân Giác nói là tâm thì ác nguyên mà hình vi tội tẩu. Đó, cái chữ bất tịnh là cái nghĩa đó đó. Tâm này là cái nguồn gốc chứa đựng bao nhiêu cái ác đức, ác độc, ác tâm. Nó làm cho con người đau khổ. Rồi cái thân hình này là cái chầm, là cái đìa, là cái bào để nó đựng những cái thứ nước nhiễm ô tội lỗi. Cho nên gọi là tâm thì ác nguyên mà hình vi tội tẩu. Như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Người nào mà thường tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, thấy được cái tính bất tịnh của nó như vậy, thì cái người đó là lần lần xa lìa cái sự sinh tử khổ đau. Đó là cái món quán thân bất tịnh thứ nhất đó nha. Cái thứ hai là quán thọ thị khổ. Nói quán thọ thị khổ là nhiều người ta phản đối, ta nói thọ sao khổ được. Thọ thí dụ như là lãnh cái chức vua mà sướng gần chết sao khổ được. Xin lỗi à, lãnh chức tổng thống, chức vua đó là tại vì ta vì dân vì nước là ta hy sinh ta làm đó à nha. Chứ còn là thọ cái chức nó khổ lắm đó. Những người mà ta ứng cử làm vua, làm quan lớn đó là những người đã ta hy sinh vì nước, vì dân đó. Chứ còn những chức nó không có sướng à. Thọ mà thọ chức tức lớn dữ dằn vậy đó, ta tưởng sướng sao có sướng à. Vua chứ bà cũng không sướng nữa à nha. Nếu mà vua mà sướng thì vua trụ đâu có thiêu mình. Ngày xưa là vua trụ cuối cùng mà chết trên cái lầu Trích Tinh, tự đốt mình đó, tự thiêu cái lầu luôn mà chết đó. Vậy thì vua là sướng sao được. Cho nên là có chừng à, thọ là thọ cái chức tước lớn cũng không sướng nè. Còn chưa kể là cái người mà lỡ thọ chức lớn rồi nửa chừng cái này mình thấy ai đó lo hối lộ đúng lắm, tiền nhiều quá bằng đô la không à, rồi mình cưỡng luôn của người ta mấy triệu đô vậy đó, rồi tự nhiên tự mình bị mất chức, rồi tự mình bị xử tù tội à. Đó, còn như là những cái người mà anh hùng trong thiên hạ mà làm cái nghề mà cái bằng đại ca trong thiên hạ đó, để làm nghề trộm cướp để làm xếp các đàn em đó, cũng sống cái thời gian sung sướng dữ lắm đó. Tiền bạc xài như nước đây, xài tiền Việt Nam, tiền đô Úc, đô Mỹ, đô Canada xài lá lê, nhưng mà cuối cùng rồi phát hiện ra thì cái tiền bất chánh rồi mình tù tội cũng có, rồi tử hình luôn cũng có đó. Thế thì cái thọ đó hãy coi chừng, chứ không phải cái thọ nào cũng là sướng đâu. Cho nên là nó cái món thứ hai là quán thọ thì khổ.
Thọ khổ thì khổ đã đành, mà thọ vui coi chừng nó cũng là cái nguyên nhân để sanh ra khổ đó. Nhưng mà học đạo Phật là chữ thọ nó có ba thứ thọ. Một là lạc thọ, hai là khổ thọ, ba là xả thọ. Thế thì là học đại cương thì mình phải quán tưởng, phải tư duy, phải thiền định, nhận thức cho được rằng thọ coi chừng bị khổ đó. Mình thọ khổ là khổ đã đành. Thí dụ như những cái thân này nó già, nó bệnh, nó chết, đó là thọ đó, thọ khổ đó, thì khổ đã đành rồi. Mà thọ tiền của triệu triệu đô la, rồi thọ chức tước từ công hầu khanh tướng cho tới địa vị quốc vương, mà chức tước cũng không phải là sướng. Mình giải quyết không được vấn đề gì đó cho đất nước ha, cho bá tánh, cho nhân dân là nó biểu tình, nhân dân nó biểu tình nó lôi mình xuống. Đấy, cho nên thọ chức tước cũng không sướng, mà thọ tiền tài sự nghiệp cũng không sướng. Thế cho nên là theo đạo Phật á, Phật dạy đó, coi chừng thọ, hãy coi chừng, không phải là tử vong cũng có, hoặc là khổ sở cùng cực cũng có. Là một vị vua, là một vị thủ tướng, là một vị có vai trò trách nhiệm lớn trong đất nước, ở trong triều đình, ở trong một cái nội các, một chế độ nào đó, thật sự ra cực lắm đó. Những vị mà minh quân, những vị mà lương tể, những vị trung thần á, người ta làm là vì dân vì nước, người ta cực lắm chứ không có sướng đâu. Cho nên cái người tu hành là phải quán thọ thì khổ, thọ là khổ, thọ khổ là khổ đã đành. Mà thọ tiền tài nhiều, danh vọng lớn, sự nghiệp to, địa vị cao nhất cũng không phải gọi là sướng được. Cho nên đạo Phật là phải rất cảnh giác, đề cao về vấn đề thọ, thọ dụng. Chứ thọ tức là thọ dụng. Cái thứ ba là quán tâm là vô thường. Quán tâm vô thường. Cái tâm của mình đó, như nói nãy đó, tâm là cái không có vật chất, không phải vật chất. Nó là thuộc về là vô đối sắc, nó thuộc về phi vật thể, nhưng mà nhất định là có. Con người mà không có tâm, không có cái vô đối sắc, không có cái phi vật thể, thì con người đó không có thức, không có ý, không có tâm, thì không phải là con người được. Tuy nhiên là cái tâm của con người rất là vô thường. Dựa vào đâu mà biết nói vô thường? Đây, sống trong cuộc sống của mình đó, mỗi một ngày để mình, nếu mình để ý mình kiểm tra coi, mình nhìn trời, mình nhìn ra trời, mình thấy mây bay, mây bay, gió thổi mây bay, mây nó bay nhanh lắm, một ngày là không biết bao nhiêu mây qua mây lại, không biết bao nhiêu là màu sắc thay đổi ở trên nền trời đó. Thì mình nhìn thấy cái mây trên trời mà nó chuyển biến, nó thay đổi từng màu sắc cho tới đi qua đi lại, lúc hợp lúc tan, lúc mất lúc còn, nhìn trời thì mình thấy cái tâm mình cũng y như vậy đó. Tôi ở trên cái đồi núi, đồi Tà Dương này, tôi thường được là nhìn trời nhiều lắm, nhìn bầu trời mênh mông nhiều lắm, nhìn mây nhiều lắm. Mà tôi nhìn trời nhìn mây là tôi dòm lại cái tâm tôi cũng y như vậy đó. Nó cũng bay vậy, bay nhanh, bay qua bay lại, nó nhanh như mây vậy đó. Rồi cũng lúc là có, lúc là không, như mây vậy đó. Lúc là hợp, lúc là tan, như mây vậy đó. Lúc thì màu hồng, lúc thì màu trắng, lúc rồi màu xanh, lúc thì màu đen, nó cũng y như mây vậy đó. Cho nên tôi nhìn trời sao tôi thấy tâm tôi y vậy à. Y vậy bằng cách nào? Nó không giống như mây, nó khác như trời với mây, nhưng mà nó có cái giống. Đó là hợp tan sanh diệt còn mất và biến dạng. Nó biến dạng từng lúc,
đó là khi thì mình nè, tôi gọi là thất tình đó mà, là hỉ là nộ là ai là cụ là ái là ố là dục nè, tức là mừng nè, rồi giận nè, rồi thương rồi sợ rồi yêu rồi ghét rồi muốn nè, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nó diễn biến ở trong tâm hồn của mình, nó luôn luôn không có lúc nào là nó không diễn biến. Đó chẳng phải là tâm vô thường đó sao? Đó. Mới nghe cái chuyện gì đó là phát ghét, đó là ghét. Rồi lại nghe cái chuyện gì đó cái rồi lệ rồi thương à, rồi nghe cái chuyện gì đó cái phát sợ, nghe động đất cái mình nhật cái gì mà đất mình đây chưa động mà đã là sợ rồi, đi mua muối cho nên sợ cái đủ thứ đó, bởi vì muốn bảo toàn cái bản ngã này đó mà, cái thân này đó thì nó sợ nhiều thứ lắm, đất nó động xa vậy đó mà ở đây là đi mua muối rồi. Nếu mua gạo rồi, cho nên gạo lâu lâu ta đầu cơ tích trữ đó. Hồi xưa nó có từ đầu cơ tích trữ phá rối thị trường đó. Lâu lâu vậy là họ đòn nó giờ gì đó, xe đi không được, cầu sập hay gì đó. Giờ ùng ùng đi mua gạo. Gạo có 5.000 ký mà lúc đó mua tới 8.000, 12.000 cũng mua. Mà đó là tại vì nó sợ quá đó. Tại vì là ưu tư quá, lo xa quá, thành ra mình cứ hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới mong muốn thèm thuồng. Mà mong muốn thèm thuồng không được á thì người ta gọi đó là ngạ, trong kinh điển gọi đó là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là để diễn tả cái con người nó quá thèm thuồng, nó quá mong muốn mà không thành tựu được. Vì đó là lúc đó là lúc con người nó trở thành ngạ quỷ là cái đó đó, chứ không có cái con ngạ quỷ nào ở đâu nữa mà ở trong lùm trong bụi hay là ở dưới lòng đất gì không có đâu, đừng có tin cái đó là tin tầm bậy đó, người ta giải thích cái tầm bậy, đừng có tin. Kể cả mẹ Mục Liên mà thành ngạ quỷ mà đói ra mà Mục Liên cho cơm ăn bốc đưa tới miệng rồi nó thành than lửa, câu đó cũng nói bậy. Người ta nói vậy để người ta hù bá tánh bổn đạo đó. Nó nói cái đó là tôi biết là nhiều người, nhiều tăng ni trẻ không hiểu thì chống chửi tôi dữ lắm đó. Nhưng mà chửi bỏ, chứ tôi nói vậy à, tôi nói bởi vì tôi nói theo kinh mà. Tôi đang giảng ngũ quẩn nên tôi có quyền nói cái đó chứ. Sắc quẩn là không có gì, thọ quẩn là không thật, không có gì. Tưởng quẩn cũng không thật, không có gì, đó là giai không mà. Hành quẩn cũng không thật, không có gì. Tại sao thức quẩn lại chết là thành ra cái hồn? Phải nói vậy không? Nó bậy rõ ràng vậy đó. Nhưng mà tôi nói là không phải ai cũng nghe nha. Ai nghe, nghe không nghe thôi, không sao hết á. Còn ai về là cứ chửi tôi bỏ cũng được. Chửi bỏ không sao hết, không sợ là không sợ. Là tại vì tôi nói kinh điển của đạo Phật. Nếu là đệ tử Phật thì tôi phải nói cái gì của đạo Phật, tôi phải học Phật. Cho nên tôi nói như vậy đó rồi ai không chịu cứ chửi bỏ. Nhưng mà chửi ngay mặt là không được rồi nha. Tôi không chịu cái chửi ngay mặt. Bởi vì làm cái đó nó rối loạn, nó động niệm, nó làm cho tôi mất sự bình an, tôi chửi ngay mặt không được. Nhưng mà còn ở nhà cứ chửi sao chửi. Tại sao chửi ngay mặt tôi không chịu? Là tại vì trời, hiếp pháp của Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người ta cho rằng là tự do ngôn luận nè, tự do phát biểu nè, tự do tư tưởng nè, tự do tôn giáo nè, tự do dân chủ nè, tự do nhân quyền nè. Thế thì là tôi có quyền nói cái của tôi chứ, sao cái ngày thì không chịu được, cái ngày là chửi ngay mặt tôi là phá rối cái sự an ninh, cái trật tự của xã hội, rồi phá rối cái sự an ninh của tâm hồn tôi không chịu. Cho nên là chửi thì được, mà đừng chửi trước mặt. Chửi trước mặt làm nó mất cái an ninh trật tự của tâm hồn tôi, và nó mất cái an ninh trật tự của xã hội, cho nên tôi không chịu. Đấy, cho nên là cái quán thọ thì khổ đó hay lắm đó. À, quán tâm vô thường đó cũng hay lắm đó. Phải quán cái tâm của mình là vô thường. Rồi quán pháp vô ngã.
Pháp vô ngã, chữ Pháp à. Chữ Pháp ở trong Đạo Phật là phải học nghe. Tăng ni trẻ học cái chữ này nha. Cũng như Phật tử là phải học cái chữ này nha. Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó. Vậy chữ Pháp đó là Pháp là cái gì? Chữ Pháp là chỉ cho tất cả những hiện tượng, hiện tượng, vạn tượng. Vạn tượng có nghĩa là muôn muôn vạn hình tượng ở trước mắt ta thấy. Ta thấy bất cứ là cái gì, lớn nhất là như quả địa cầu, như biển cả, và cao và lớn nữa là như Hy Mã Lạp Sơn, như tất cả các núi. Tức là nói một cách gọn ghẽ là núi nè, biển nè, sông ngòi nè, rừng rú cỏ cây hoa lá, từ lớn chứ nhỏ cho tới cả một cái hộp vi trần, kể cả hộp vi trần, cái hộp bụi. Mà mỗi một cái thứ như vậy, tự nó có hình dáng của nó, nó có kích thước của nó có cái màu sắc của nó có cái dáng vẻ của nó, hoặc là lớn, hoặc nhỏ, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng. Tất cả mỗi cái, nó có tự nó, có cái hình dáng riêng biệt của nó, để cho người ta nhìn ra nó là nó, mà không lẫn lộn với vật khác. Thế thì mỗi một món vậy đó, gọi đó là một pháp. Mà các cái nhà duy vật người ta gọi là mỗi một món gì vậy, một cái như vậy đó là đều gọi cái đó là vật chất đó. Vật chất là gì? Là mỗi một cái thứ mà nó làm cho người ta nhìn vào nó, người ta biết nó là nó, mà không bao giờ lẫn lộn được với cái khác. Từ lớn chứ nhỏ, nó có cái dáng vẻ, cái kích thước của nó, lớn nhỏ dài ngắn rộng hẹp vuông tròn màu sắc vân vân, để cho người ta nhìn vào nó, người ta thấy nó là nó mà không gọi nó là một cái tên khác được. Thế thì mỗi cái như vậy, người ta thấy được như vậy, người ta biết được như vậy, thì cái đó gọi là vật chất. Vậy thì trong Đạo Phật gọi cái đó, cái mà Đạo Phật ta gọi là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải, nghĩa là tự nó có một cái hình dáng, cái kích thước, một cái dáng vẻ của nó, để cho người ta nhận biết nó là nó mà không lẫn lộn với cái khác. Thế thì mỗi một cái như vậy, một vật như vậy, ta gọi đó là một pháp. Thế thì pháp của Đạo Phật ngoài ra nó còn cái nữa, là có cái pháp cụ thể mà có những cái pháp trừu tượng, có những pháp có vật thể mà còn có những pháp phi vật thể nữa cơ. Đấy, chứ còn về cái pháp duy vật người ta gọi là vật chất, là vật chất đó, thì đó là cái pháp đó theo Đạo Phật đó, là cái pháp đó là cái pháp vật chất thuộc về sắc quẩn. Mà còn một cái phần nữa của Đạo Phật gọi là phi vật thể, tức là tâm, ý và thức đó. Thế thì là tất cả đều mình quán những cái pháp đó đều là vô ngã hết đó. Vậy vô ngã là sao? Vô ngã là cái gì? Vô ngã nghĩa là theo Đạo Phật á, đây là nói theo Đạo Phật này nha, chứ đạo khác là ta nói khác à. Thí dụ như đạo khác là ta nói là nguyên quỷ của sự vật hiện tượng của vạn pháp là Đức Chúa Trời. Đây tôi mới tiếp chuyện với ông Linh Mục. Tình cờ ông Linh Mục đi cùng một nhóm Phật tử có ghé tôi chơi. Ông có nói tôi là nguyên quỷ của sự vật hiện tượng là Đức Chúa Trời, mà con người là một cái sản phẩm mà cao nhất, đẹp nhất và hoàn hảo nhất của Đức Chúa Trời là con người. Đây, cái đó là của Đạo Chúa đó, phát xuất từ Linh Mục nói chuyện với tôi. Mà ông Linh Mục phải, tôi nói chuyện với ông, tôi biết ông là một người rất thông minh, là một người nói rất là đàng hoàng, chứng chặt và lý luận rất là logic. Tuy nhiên là cái quan điểm mà nói về đạo thì của chúng ta và đạo Chúa không giống nhau. Không giống nhau mà không được xem thường nhau, phải tôn trọng nhau. Bởi vì tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do nhân quyền, tự do phát biểu, tự độc lập, tự do, mọi người đều có quyền. Cho nên là dầu khác nhau nhưng mà mình không được xem thường nhau. Đó là cái chỗ mình phải biết.
Thế thì là cái chữ pháp của Đạo Phật á, quán pháp vô ngã đó là tất cả những cái nói nãy giờ, dầu đó là vật chất, là trọn vẹn vật chất, thì cái đó cũng gọi là một pháp được. Nhưng mà ngoài cái pháp mà bằng vật chất, để ai nhìn thấy cái vật chất đó, người ta không lầm lẫn với vật khác, người ta nhìn ra người ta biết nó là nó mà không thể lẫn lộn, thì cái đó vật chất đã đành. Mà Đạo Phật còn á, nói cái chữ pháp đây là nó có những cái pháp phi vật thể, những cái pháp nó thuộc về thức quẩn, nó thuộc về của ý thức, của tâm. À, cái đó nó vẫn là vô ngã luôn đó. Nó vẫn là vô ngã, là quán giác pháp vô ngã. Nghĩa là nó không có cái pháp nào là tự nó sinh ra nó. Không có pháp nào tự nó sinh ra nó. Không có một đấng nào, một ông nào mà là nguyên quỷ để làm ra cái các cái vật khác. Cho nên cái chỗ Đạo Phật của ta nó khác với Đạo Chúa ở chỗ đó. Đạo Phật của ta nói là thí dụ cái tách, không có ông Chúa, không có cái ông nào làm ra đó. Làm ra cái tách đó là do đất này, do nước này, do không khí này, do lửa này, rồi do con người nè. Mà con người trong đó là mà không phải là cái thân vật chất con người làm được đâu, nó còn có cái tâm của con người trong đó nữa. Vì vậy cho nên là cái tách uống nước trước bàn của tôi đây nè, trong này nè, có tâm trong này nè. Đấy, Đạo Phật nói kiểu ghi gớm vậy đó. Mà ai chịu thôi. Chứ không bao giờ vật chất không mà được. Nếu ban đầu nó là cái đất thó, nó là cái đất sét, thế thì đất sét làm sao làm ra cái tách được. Mà muốn cho cái tách mà nó trắng đẹp như cái tách này đây là phải đem về lọc bao nhiêu lần. Gạn lọc như là người ta múc bột vậy đó, người ta lấy bột mì người ta ngâm rồi nó rục rồi người ta múc bột mì vậy đó, mà người ta ngâm thiệt nhiều lần nó mới được ra cái đất nó trắng như vậy. Mà làm nhiều lần vậy là phải có con người chứ, mà con người đâu phải có tâm, phải có ý, phải có thức cái đâu, chứ đâu có khả năng vật chất không mà tự nó thành ra nó bao giờ. Do vậy mà giảng pháp vô ngã nghĩa là nhân duyên trùng trùng vô tận. Cái này nương cái kia nương cái nọ nương cái khác, mà nó nương gá nhau rồi nó hòa hợp nhau. Mà cái nương gá cái hòa hợp nó không do người làm, mà tự điều kiện, duyên. Chữ duyên tức là điều kiện, do điều kiện như vậy, do duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, môi trường như vậy, mà nó hòa hợp như vậy, mà nó ra cái, nó hình thành là cái như vậy. Kể cả con người cũng vậy. Cái thân của quấn của con người này là cũng là vô ngã nữa. Vì nó vô ngã cho nên là nó rất là mong manh, nó rất là tạm bợ. Là trịch trinh một chút xíu là có thể chết con người. Trịch trinh một chút xíu là chết con người. Một cái sự rủi ro chút xíu là cái xe nó đụng, nó bắn là con người chết. Rồi còn như là đất động ở Philippines như vừa nói, cũng như là bên Nhật đó, là một cái là chết bao nhiêu ngàn người. Chết mười mấy hai chục ngàn người cùng một lúc. Thế thì chẳng phải vô ngã đó sao? Chứ nếu nó ngã thì nó tồn tại, nó trường cửu, nó bất hoại, bất biến chứ. Nhưng mà không có cái trường cửu, không có cái bất hoại, không có cái bất biến, mà là thế gian vô thường, cõi nước tạm bợ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. À, do vậy cho nên là không có cái nào nó chắc chắn bền gì hết đó. Do vậy mà phải cái người tu hành là phải quán pháp vô ngã, tâm vô ngã, thân vô ngã, và hiện tượng trước mắt đều vô ngã hết. Do vậy cho nên là sống chơi, làm thì làm chơi, làm rồi phải làm để mà ăn, ăn cũng ăn chơi. Rồi ăn mặc ở ngủ ở thì cũng còn sống thì ăn mặc ở ngủ ở chơi. À, mà nếu mà nó mình không có làm chủ nó được, cho nên nó bệnh đủ thứ bệnh, ung thư cũng có, H5N1 cũng có, H1N6 cũng có, và vân vân các thứ bệnh mà không ai làm chủ được hết. Điều đó nói lên rằng là vô ngã là vậy đó. Con người cũng vẫn là vô ngã. Con người là có cái cách khôn khéo chịu đựng che chở che bằng nhà, bằng cửa, bằng thuốc men đó. Vậy mà vẫn cứ vô ngã, vẫn cứ không ai làm chủ được mình. Cho nên phải quán giải pháp vô ngã.
Vô ngã để chi? Để mà tất cả đều là chơi hết. Sống chơi, ăn chơi, làm chơi, bệnh hoạn khó chịu qua một thuốc uống chơi, mà uống chơi không không hết phải không? Cứ chết, chết cứ coi như là chết chơi mà không hề có sợ. Mà chết mà như chết chơi mà không hề có sợ, đó là đạo Phật gọi đó là con người đã vượt ra sinh tử đó. Vượt ra sinh tử đó là vì con người này á, họ quan niệm rằng họ là sống, mà sống là phát xuất từ nước mà sinh ra, mà cho nên là nếu mà không có gió thì cái lượng sống này nó trở về với cái thể phẳng lặng của nước mà thôi, cho nên chẳng có mất đi đâu. Cho nên là nếu nó sanh thì gọi là sống, mà nó diệt thì sống nó trở thành nước, nó là nước. Mà nước á, có gió thổi, có tàu chạy hay gì đó, có bơm bỏ hay gì đó thì nước nó ào lên, có động đất đó, thì nước nó nhồi lên nó thành ra sống. Mà sống rồi hết động đất, rồi hết bơm bỏ, rồi hết tàu chạy, rồi không có ai chọi động địa phá khuấy cái mặt nước, thì cái nước nó trở, cái sống nó trở về nước. Cho nên tu tập tới cỡ đó rồi đó thì chết vẫn là chết chơi thôi nha. Vì người ta biết rằng cái sống chẳng qua là nước. Nước nó do cái điều kiện, do cái duyên, nó nhồi lên, sao đẩy lên thì thành ra sóng lớn, sóng nhỏ lăn ngang, kể cả sóng thần. Mà hết cơn động đất không còn gió lớn thì từ sóng thần cho tới sóng nhỏ đều không còn nữa, thì cái nước lao nhau lô nhô kia nó trở về cái thể của nước phẳng lặng như tờ mênh mông, mà thể của nước vốn không có lăn tăn, vốn không có nhăn nhó, vốn không có ào ạt lôi nhô gì hết. Do vậy mà ta đặt đạo tới cái chỗ đó rồi là làm chơi, ăn chơi, sống chơi, tới chừng chết cũng chết chơi là vậy đó. Cho nên tôi nói cái chữ chơi đó, người ta nói tôi khùng đó, cái ai nói cùng khùng cũng được. Cho nên với tôi là nếu mà ngày nào đó tôi chết cũng là chết chơi vậy. Mà nói thẳng ra đó, là ta nói mình bi quan, chứ thật sự không phải bi quan. Ngay bây giờ ngã cái bết ra chết tại đây, chưa bao giờ có nhăn mặt á. Tôi chỉ cần nói vậy là rồi đó hả, vậy thôi hả, vậy là rồi cuộc đời rồi đó, ôi quá tốt, chưa bao giờ có nhăn mặt. Đó là một ý niệm rất chân tình, mà người ta có thể nói tôi cũng được, không sao hết. Trên thế giới tôi là chết cũng là chơi đấy. Bởi vì có mất mát gì đâu, hết sống rồi là nó thành nước các bạn, hết hiện tượng thì trả về cho bản thể, từ bản thể dương sanh ra hiện tượng. Mà hiện tượng là bị một điều kiện nào đó nó làm cho vắng lặng thanh tịnh thì nó trả về cho bản thể. Sống mà không còn gió, không còn động đất thì cái sống nó trở thành nước kia. Cho nên vấn đề bản thể về hiện tượng nó cũng cần phải thiền định đó, để mình thấy rằng cái ngày mà mình gọi là chết á, chẳng hề có mất mát gì hết, chẳng qua là hiện tượng trở về bản thể thôi. Tôi tính là nói bữa nào cũng vậy, tính nói một tiếng đồng hồ thôi mà không bao giờ được, là tại vì trong cái đầu giờ muốn nói bao nhiêu cũng được, nói hoài cũng được, nhưng mà nói riết là không ai nghe, thành ra phải ngừng vậy thôi. Bây giờ gần tại đây vậy, xin chúc tất cả tăng ni trẻ cũng như là Phật tử gần xa nghe rồi suy nghĩ thử coi, nếu mà thấy cần thiết cái gì đó thì đem ra ứng dụng trong cuộc sống để cho nó nhẹ nhàng bớt. Còn nếu không chịu là cứ mân nhất kiểu nào cũng không sợ.